Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn 5 mẫu đệm guitar trong điệu đúng 3. Bây giờ chúng ta đi vào mẫu thứ nhất. Trong mẫu này, các bạn cần phải nắm cho mình trong điệu đúng 3 nó sẽ đánh như thế này. Bùm chát 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 bùm chát bùm chát bùm. Điệu đúng 3 nó sẽ đánh như vậy, nhưng mà khi mình kết hợp với tiết tấu của đàn thì mình không cần phải đánh hết, mình chỉ cần đánh là đô mi mi là đủ. 2 3 4 nhiêu đó thôi, là đô mi mi là, còn lại để đàn nó tự chạy. Khi các bạn đánh, đây là cái chân, dậm chân xuống là dấu lẳng đơn, nhấc chân lên các bạn đánh hai nốt móc kép là đô, dậm chân xuống kế tiếp mi mi là. Đấy, nốt nhạc mình có để ở phía trên, bạn nào nhìn được nhạc lý thì các bạn nhìn vào là đánh được lẳng là đô mi mi là, thấy chưa? Chỉ có nhiêu đó thôi. Là bắt đầu làm lại. Làm chậm này. Tempo cho 70 thôi nha. 3, 3, 4, lặng. Chuyển nha. Chuyển tiếp mi. Mày la. Rồi, chúng ta đã được mẫu thứ nhất. Bây giờ chúng ta qua mẫu thứ hai. Mẫu thứ hai chúng ta chỉ đánh có 3 nốt thôi. Mẫu thứ hai mình đánh mẫu như này. Dậm chân xuống là lặng, nhấc chân lên là đánh đa la, dậm chân xuống đánh đô, nhấc chân lên đánh mi, hai phách còn lại không đánh. Đấy, đơn giản. Bắt đầu mình đánh luôn nào. Đấy, chuyển. Đấy, như vậy là được 2 mẫu rồi. Qua mẫu thứ 3. Mẫu thứ ba giống như mẫu thứ hai nhưng thêm một nốt la sau phía sau. Đấy, đơn giản đúng không? Nhanh gọn. 3 mẫu. Chúng ta qua mẫu thứ tư. Này, mẫu thứ tư. Đấy. Mẫu này khi các bạn dậm chân xuống các bạn không đánh, nhấc chân lên các bạn đánh. Tương tự dậm xuống không đánh, nhấc chân lên đánh. Bắt đầu xem chân mình nè, đây là cái chân ha. Đó. Đây. Dầm đánh. Dầm đánh. Dầm đánh. Dầm đánh. Hãy làm vậy như vậy ha. Dầm đánh. Dầm đánh. Đánh. Dầm. Thêm một dấu lẳng đen nữa. Còn mẫu thứ 5. Mẫu thứ 5 thì các bạn thường đánh trong điệp khúc, trong cao trào của bài.
nhầm, tắt tắt tắt, 2 1 hai ba, 2 3 1 đó, nhưng mà một sau cùng không đánh, nhầm chân xuống không đánh, nhấc chân lên đánh, nhầm chân xuống đánh, nhấc lên làm hai cái, thay vì làm nhưng mà các bạn đánh là mình làm dầm này, dầm dầm đấy, dầm làm nhanh này, các bạn để nguyên chùm, nguyên chùm hợp âm. Bây giờ chúng ta kết hợp lại 5 mẫu này. Mẫu thứ nhất. Khúc. Đấy, mình vừa hướng dẫn các bạn 5 mẫu, các bạn tập 5 mẫu này. Và video tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các cái câu lèo, các câu lãi trong điệu rumba kết hợp với 5 mẫu đệm này thì các bạn sẽ dễ dàng xử lý trong điệu rumba, trong điệu bolero. Chúc các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.